chứ. Đại sư bà, hả? Hả? Bố con có lợi hại không? Làm gì đấy? Anh cả đến rồi à? Đang coi bói à? Mau đến đây xem đi. Mau, anh qua đây xem đi. Ai làm thế? Trong nhà này trừ bố ra, còn ai có thực lực này chứ? Bố ư? Làm sao? Chỉ có nhà con là mới có điện thoại sao? Không tin, con hỏi quần chúng nhân dân đi. Thật đó anh, lần này thực sự là do bố làm đó. Con xem đi, cứ không cho bố gấp vốn. Xem đi, đây chỉ là thành quả bước đầu thôi. Tiểu Nhất Thành, điều tốt còn ở phía sau. Đừng để đến lúc đó kinh ngạc đến nỗi há miệng ra. Chỉ cần bố đừng làm đến mức con cái không có nơi để gì, đã là may mắn lắm rồi. Đứa Mỹ đâu? Đi làm rồi. Nó mà biết chuyện này sẽ vui lắm đó. Để con gọi điện thoại cho nó. Alo, xin chào, tôi tìm Kiều Tứ Mỹ. Tôi là chị của Tứ Mỹ, Kiều Tam Lệ. Kiều Tứ Mỹ sao? Cô ấy xin nghỉ rồi, xin nghỉ để kết hôn. Được, cảm ơn. Sao rồi? Không cần giỏi, giỏi gì chứ. Đến lúc ăn cơm, Tứ Mỹ ngửi được mùi cơm thì sẽ tự về thôi. Alo, anh cả. Nhà anh đổi điện thoại rồi sao? Kiều Tứ Mỹ, em đang ở đâu? Anh đoán đi, anh đoán cái đầu em đi. Em thật thật nói mau đi. Đơn vị các em nói em xin nghỉ phép để kết hôn. Em xin nghỉ phép kết hôn làm gì? Biết cả rồi à? Em còn tính đến thành đô rồi sẽ nói với mọi người sao? Em đi đâu? Em đi kết hôn đó. Em sắp lên tàu quả đi cao nguyên Tây Tạng rồi. Em kết hôn sao? Em kết hôn với ai vậy? Không phải, rốt cuộc em đi đâu? Biên cương của Tổ quốc, một nơi xinh đẹp. Được rồi, em không nói nữa, em đang dội vào trạm rồi. Đợi em đến nói nơi rồi em sẽ liên lạc với mọi người sau. Tạm biệt. Chị Tứ Mỹ, anh cho em biết. Bây giờ em. Alo. Tứ Mỹ đi đâu thế? Nó nói thế nào? Rốt cuộc Tứ Mỹ sẽ ra chuyện gì thế? Hai đứa. Có biết Tứ Mỹ hẹn hò, muốn kết hôn rồi không? Tam Lệ, em biết không? Em không rõ lắm. Ngày nào em cũng ngủ cùng với nó chẳng phải em rõ lắm sao? Trước đây em chỉ nghe nó nói bậy bạ cái gì mà đừng chia xa mãi mãi ở bên nhau. Nó còn viết thư nữa, nhưng em tưởng nó chỉ là gửi thư bình thường thôi. Mà nó luôn bất thường như thế nào ấy, em tưởng nó lại thích minh tinh nào đó nữa. Anh cả à, anh đừng trách Tam Lệ. Gần đây quả thật là Tứ Mỹ cứ bất thường như thế nào ấy. Có điều nó luôn như thế mà, bọn em không để ý cho lắm. Hơn nữa nó muốn kết hôn với người nó thích, vậy chắc cũng rất yêu nhau. Yêu cái gì? Em tưởng đây là đi Bắc Kinh xem hòa nhạc sao? Con nhóc này lần này lại đi đâu nữa vậy? Không biết. Nó nói nó đi biên cương gì đó. Không nói rõ. Em làm gì vậy? Anh hai, mau giúp em đi. Em cũng muốn đi hả? Em đâu cần tìm tình yêu xa ngàn dặm vậy. Anh mau xem thử trong ngăn kéo của bài sách đó. Có tờ giấy nào không? Bên trên có viết số điện thoại của người yêu của nó đó. Lật hết tủ quần áo, giúp ngăn kéo lên. Phim được chiếu
Thuyết Minh tại tv2.org. Anh Hai, anh qua đây xem đi. Con gái bây giờ tìm người yêu, không phải tìm người làm ăn thì là tìm sinh viên đại học. Trên đây viết chỗ nào vậy? Anh cả, bây giờ phải làm sao đây? Mau đến trạm xe lửa, đuổi theo thôi. Bây giờ đuổi theo sao? Người ta đã đi từ lâu rồi. Thì cũng phải mua vé mà đuổi theo chứ. Đường xa như vậy, lỡ tới Mỹ gặp người xấu trên đường thì làm sao? Anh cả, sao lại không lo lắng gì hết vậy? Anh mau nói đi. Lo lắng có tác dụng gì sao? Có thể khiến nó về ngay sao? Hay là có thể khiến nó học được cách an phận? Là người thì sẽ biết được đường này xa đến cỡ nào. Có đuổi theo kịp không hả? Cho dù có đuổi kịp, có thể làm được gì đây? Lần đó Bắc Kinh, anh đã xui xẻo rồi. Lần này mấy đứa, ai muốn đi thì đi, anh mặc kệ. Anh không đuổi theo đâu. Em đuổi theo cái gì? Gọi điện thoại đường dài đi. Gọi đi. Alo, xin chào. Tôi muốn hỏi một chút về quân khu Tây Tạng. Xin chào, bộ phận tin tức của đài truyền hình Nam Kinh đi ạ. Em gái, đợi một chút nha. Được rồi. Nhất Thành, điện thoại của cậu. Ai vậy? Cậu căng thẳng thế làm gì? Là một chuyện có lỗi rồi sao? Một em gái đó. Tôi nói với cậu lần nữa nha. Đừng xem vợ tôi là em gái nữa. Được. Tiểu Lãng sao vậy? Alo anh cả. Anh đừng tắt điện thoại. Có chuyện gì thế? Bây giờ em đã đến Thành Đô rồi. Sau đó có mua vé xe khách đường dài. Khoảng 2-3 ngày nữa em có thể vào Tây Tạng. Đừng lo lắng cho em. Em không cần nói với anh. Em muốn đi đâu thì tùy. Em tự lo cho mình đi. Anh à. Tiểu Lãng làm sao thế? Tôi đã bảo cậu về cô em gái này rồi mà. Tôi có rảnh không? Làm gì? Gì mà làm gì? Cậu nợ tôi một bữa cơm đó. Hãy nhắc tới cơm là cậu lại lơ tôi đi. Xin chào bộ phận tin tức đài truyền hình Nam Kinh đi. Em gái cậu tìm cậu nữa nè. Chân mọc ở trên người của em mà. Tùy em đó. Tiểu Lãng, anh không nói em đâu. Sao thế? Hôm nay hả? Hôm nay thì không được. Tối nay anh phải về nhà một chuyến. Chào em. Này người anh em gái cậu bao nhiêu tuổi? Lần này không trách tôi nhé. Là do cậu không tự phân biệt được đó chứ. Xác nhận mang thai. Tiểu Nhất Thạch.
Chào anh, tôi muốn gặp đại đội trưởng của anh. Đại đội trưởng, cô là ai thế? Tôi tên là Kiều Tú Mỹ. Tôi là... Cô đợi một lát nha. Alo, đồng chí Kiều Tú Mỹ, chào cô. Chào đại đội trưởng. Tôi không phải đại đội trưởng, tôi là chỉ đạo viên. Mấy hôm nay đại đội trưởng không ở đây. Có chuyện gì có thể nói với tôi là được. Chào đồng chí chỉ đạo viên. Tôi tên là Kiều Tú Mỹ, tôi đến gặp Thích Thành Cương. Tôi là vợ chưa cưới của Thích Thành Cương à? Sao anh biết vậy? Thành Cương nói cho các anh nghe sao? Anh cả cô nói đó. Anh cả tôi sao? Anh cả tôi sao lại có số điện thoại của bộ đội? Anh ấy gọi điện thoại cho các anh hả? Anh ấy lo lắng lắm sao? Bỏ mấy chuyện này sang một bên đi. Cô mau nói mình đang ở đâu. Tôi vừa xuống xe, ở ngay gần bến xe. Các anh mau lấy xe đến đón tôi đi. Cô ở trạm xe nào? Trạm xe nào sao? Tôi cũng không biết là trạm xe nào nữa. Tóm lại, tôi đã cho bác Tài xem địa chỉ. Bác ấy bảo chính là ở đây. Tôi mới xuống. Ở đây còn cách xa cho bộ đội lắm đó. Xa lắm. Không thể nào. Bác Tài đó bảo chính là ở đây mà. Bác ấy bảo tôi xuống xe. Tôi cũng không thấy xe khác. Tôi không thể nhầm xe được. Được rồi, cô đừng sốt ruột như vậy. Giờ cũng đã muộn rồi. Cô mau kiếm nơi nghỉ ngơi đi. Xong xuôi, báo với chúng tôi một tiếng. Vậy được rồi. Phiền anh rồi, đồng chí chỉ đạo viên. Ông chủ. Ông chủ à, có nơi trọ lại không vậy? Đây là cơm rang trứng anh mới sáng tạo. Mà nếm thử đi. Tối ăn cơm rang hơi ngấy. Vừa nãy anh hỏi em ăn gì, em nói là ăn cái gì cũng được. Anh cả cũng nói gì cũng được mà. Nghe nói cơm của Tây Tạng luôn còn sống. Nấu thế nào cũng không chín. Còn có việc như vậy sao? Thế thì khổ quá. Việc này không phải nghe nói. Trong sách vật lý cấp 1 cũng nói đến. Anh hai, cơm manh rang trông thì nhiều dầu, mà ăn lại không ngấy, lại thơm lắm. Có lúc chỉ dùng mắt nhìn sẽ dễ phán đoán sai. Để phản ứng lại được thì đã muộn rồi. Anh cả, anh lo cho Tứ Mỹ, cứ nói thẳng ra đi. Sao lại phải trút giận lên bọn em? Còn lâu anh mới lo cho nó. Đừng nói anh chỉ là anh của cô bé, dù là bố nó, anh chỉ quản nó được lúc này, đâu quản được cả đời đâu. Anh cả, anh đừng như vậy. Tứ Mỹ chắc cũng đang rất nhớ nhà đó. Tâm trạng buồn bực, bị say độ cao nữa, khó chịu lắm. Biết đâu giờ nó đã biết sai rồi. Đang hối hận ngồi khóc cũng nên. Người đàn ông này phải yêu người ta đến nhường nào. Nó mới tìm cô ấy suốt bao nhiêu năm trời chứ. Sau đó hai người hẹn hò sao? Cũng chỉ là bắt đầu liên lạc với nhau thôi. Chuyện tình yêu vốn dĩ chẳng phải như vậy sao? Hai người muốn mãi mãi ở bên nhau, dù phải chịu tội cũng không chia xa. Có lẽ giờ phải để nó đụng đầu vào tường một lần, nó mới biết quay đầu, mới rút được bài học. Lúc cần phải chịu thiệt thôi, vẫn phải chịu. Em thấy Tứ Mỹ không phải chịu thiệt thòi mà là dũng cảm. Rất nhiều người không biết trân trọng người bên cạnh mình. Đó mới là thiệt thòi, quá thiệt thòi. Tứ Mỹ làm những việc mà em ấy muốn làm. Lấy người mà em ấy muốn lấy. Dù đụng từ chảy máu đầu cũng thấy xứng đáng. Kiều Nhi Cường, em tìm được việc chưa? Anh nói cho em biết, anh mặc kệ Kiều Tứ Mỹ. Anh cũng mặc kệ em luôn. Sau này các em thích làm gì thì làm. Tam Lệ, anh không nói em đâu. Không biết bây giờ Tứ Mỹ đã gặp được người mình muốn cưới chưa? Có phải cần thay bóng đèn không? Cô gái nhỏ này giỏi thật.
Tôi thấy đài truyền hình nên quay lại sự tích của cô. Người yêu của cháu tướng mạo thế nào? Người yêu cháu, anh ấy vô cùng cao, vai rộng, thân hình vô cùng đẹp, vô cùng cường tráng. Mắt không to lắm, chỉ to cỡ này thôi. Nhưng anh ấy hai con mắt như là hai mặt trời nhỏ lấp la lấp lánh. Cái mũi còn cao cao, lúc cười hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài luôn. Vậy bao giờ cô ấy đến đón em? Lúc nãy em mới gọi điện cho đội anh ấy. Ngày mai họ sẽ đưa xe đến đón em. Dù gì tôi cũng đã nghĩ rồi. Đến lúc tôi đến được đó, sẽ bảo anh ấy nói với lãnh đạo tổ chức một đám cưới cả đời không thể nào quên cho bọn tôi. Chính là kiểu dù là lúc nào thì ai nhìn cũng ngưỡng mộ ấy. Chỉ còn lại một bình oxy thôi. Chịu đựng thêm một chút nhé. Để đến sáng sớm mai chị sẽ đến tiệm thuốc mua thêm. Sao đột nhiên em lại bị xe độ cao thế? Cảm xúc của em quá kích động mà. Hôm nay đường núi nhất định không thể đi rồi. Chờ thêm đi. Người yêu của em sẽ đến đón em mà. Alo. Alo, nói chuyện đi. Không nói là cúp máy đó nha. Tứ Mỹ. Là em phải không Tứ Mỹ? Tứ Mỹ, anh lệnh cả ở đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Thì Tứ Mỹ, em nói gì đi. Không sao. Anh cả, em muốn về nhà. Tứ Mỹ à, em đừng sợ. Lúc nãy anh cả lo lắng quá. Em có chuyện gì cứ nói với anh. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Em không nên tìm người yêu nữa. Ngày mai em sẽ mua vé xe rồi về nhà. Em sẽ về nhà. Lạnh quá. Em còn nhớ nhà. Vậy thì về đi. Quay về. Về nhà. Thời tiết không tốt, có lẽ đường truyền không tốt, không kịp sửa. Chị à, trả phòng. Em muốn về nhà. Em không về nhà, em đi tìm người yêu của mình. Cô gái em đi rồi sao? Em biết phải đi bao xa, đường khó đi thế nào không? Em đã đi từ Nam Kinh tới, còn sợ đường xa nữa sao? Khó đi thì em sẽ đi từ từ, cũng sẽ đến được thôi. Chị à, cảm ơn chị mấy ngày nay đã chăm sóc cho em. Chờ có cơ hội em sẽ đến thăm chị. Em chờ chút.
Đây là số điện thoại phòng tiếp khách của bọn chị. Cái này ý nghĩa của mấy câu tiếng Tạng là tôi muốn đi nhờ xe. Cảm ơn. Cảm ơn chị nha chị gái. Không có gì. Em đi được phải chú ý an toàn. Em đi đây. Có cơ hội thì gặp lại nhé. Nhất định phải chú ý an toàn đấy. Không đúng. Bên này. Em gái, em gái. Có người đến đón em kìa. Cô là Kiều Tứ Mỹ sao? Xin chào, tôi là chiến hữu của Thích Thành Phương. Chỉ đạo viên của chúng tôi bảo tôi đến đón cô. Đường ban đầu không đi được, tôi phải đi đường vòng. May mà tới kịp. Nếu không, tôi không thể ăn nói với chỉ đạo viên. Càng không biết ăn nói sao với Thích Thành Cưng. Cuối cùng anh cũng đến đón tôi. Cảm ơn anh, cuối cùng họ cũng đến đón em rồi. Chậm thôi, nào, lên xe trước đi. Lên xe trước, cảm ơn anh.
Tạm biệt. Tạm biệt. Cảm ơn nhé. Tạm biệt. Ai đang đợi chúng ta vậy? Lát nữa vào trong, đừng nói lung tung. Báo cáo, vào đi. Chiến sĩ Thích Thành Cương, đội 3 báo cáo. Chấp hành nhiệm vụ xong rồi hả? Vâng. Xin chào đồng chí chỉ đạo viên. Anh là người nói chuyện điện thoại với tôi đúng không? Là tôi đó. Xin chào, tôi vui quá. Cuối cùng tôi cũng gặp được người sống rồi. Xin lỗi nha, tôi hơi bị kích động quá. Ý của tôi là tôi vui quá. Cuối cùng tôi cũng gặp được người thật. Có lẽ cô là đồng chí Kiều Tứ Mỹ, đối tượng của đồng chí Thích Thành Cương, đã ra lệnh cho tôi phái xe đi đón cô hả? Đúng là tôi đây, chính là tôi. Đồng chí chỉ đạo viên, thật xin lỗi. Trên đường tôi đến, nghe các chiến hữu nói anh có chức danh giống với đại đội trưởng. Tôi vẫn tưởng anh là tiểu đội trưởng của Thành Cương. Tôi xin lỗi. Cảm ơn những đặc sản mà anh đã cho tôi nhé. Đừng, tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Mệnh lệnh của cô đến với tôi không chấp hành tốt. Hại cô đợi thêm một ngày, tôi mới phái xe đến đón cô. Tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Anh đừng nói như vậy mà, anh là người lớn. Đừng nhớ lỗi lầm của trẻ con là lỗi của tôi. Tôi cũng có nghe nói hôm đó tuyết rơi rất lớn, đường không thể nào đi được. Nhiệm vụ bị kéo dài thời gian, chứ đừng nói là đến đón tôi. Tôi thấy ông trời muốn tôi ở đây thêm một ngày đó. Dù sao ở đó cũng đẹp, khiến người ta không muốn về nhỉ. Đồng chí chỉ đạo viên, xin hỏi anh khi nào tôi có thể kết hôn với Thích Thành Cương? Thích Thành Cương, cậu đúng là một đồng chí tốt. Tôi tới mức con gái người ta đi đường xa đến tìm. Chỉ đạo viên, tôi không bảo cô ấy đến đây. Cậu nói cái gì thế? Cậu biết cậu sai rồi không? Chỉ đạo viên, tôi không. Cậu không cái gì? Có phải cậu đã nói cái gì với con gái nhà người ta rồi không? Để người ta một mình từ xa đến đây, đường xa như vậy lỡ nguy hiểm thì sao? Cậu chịu trách nhiệm được không? Người nhà người ta đã gọi điện thoại đến đây. Cậu muốn phạm cái luật rồi đấy. Cậu đã làm gì với người ta nào? Tôi thực sự không bảo cô ấy đến. Chuyện này không liên quan gì tới tôi. Được rồi đồng chí chỉ đạo viên, đều là lỗi của tôi cả. Toàn bộ là ý của tôi, không liên quan gì tới Thành Cương cả. Tôi thề đấy. Cậu tránh ra. Đều là lỗi của tôi. Anh muốn phạt thì phạt Kiều Tứ Mỹ tôi thôi. Phạt tôi đi, Kiều Tứ Mỹ. Đừng gây thêm rắc rối gì chứ. Làm gì vậy? Sao mình lại gây thêm rắc rối chứ? Mình làm thì mình chịu. Mình không thể để cậu gánh cho mình được. Đồng chí Kiều Tứ Mỹ, xem ra giác ngộ tư tưởng của cô cũng cao lắm. Cô cũng biết cô sai rồi à? Cô nói xem, một mình cô chạy từ Nam Kinh tới đây, có từng nghĩ người nhà của cô lo lắng thế nào không? Đặc biệt là anh cả của cô, cô ấy sắp lo tới chết luôn rồi. Tôi biết họ lo cho tôi, nhưng tôi chẳng thấy xa. Tôi đến đây là vì tình yêu. Vì tình yêu tôi chẳng thấy xa chút nào. Vì cái gì cũng không được. Nếu chúng tôi là quân đội, không phải là cục dân chính, không phụ trách đăng ký kết hôn. Dù có thể đăng ký, cô và Thích Thành Cương cũng không thể kết hôn. Tại sao vậy? Tôi đã đem đủ hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Cô gái, có một chính sách là kết hôn trễ, sinh con trễ, cô biết không? Thích Thành Cương là quân nhân tại ngũ, phải tuân thủ chính sách kết hôn trễ, sinh con trễ. Rốt cuộc cô có phải là người yêu cậu ấy không? Cậu ấy bao nhiêu tuổi mà cô không biết à? Quên rồi, tôi quên mất là còn 2 năm nữa. 2 năm sau, mình cũng không kết hôn với cậu đâu. Cậu ngại cái gì chứ? Cậu sợ mình không đợi cậu được à? Làm gì đó? Liếc mắt đưa tình trước mặt tôi sao? Hai người thật là... Đương nhiên chúng tôi là quân đội nhân dân. Yêu đương không phải là không được. Nhưng tất cả phải lấy nhiệm vụ huấn luyện làm chính. Đồng chí Kỳ Tứ Mỹ, vốn dĩ cô đến đây, tôi nên để cậu ấy chơi với cô 1-2 ngày. Nhưng Thích Thành Cương là trụ cột của đội tôi. Ngày mai có nhiệm vụ quan trọng phải chấp hành, nên hai người chỉ được gặp nhau trong nửa ngày. Không cần chỉ đạo viên, giờ tôi sẽ tiễn cô ấy về. Thành Cương à, mình mới tới mà. Hai người có thể nghe tôi nói hết không? Thế này đi, đồng chí Kiều Tứ Mỹ, từ xa xôi đến đây cũng khó khăn lắm. Trời cũng đã tối rồi, hôm nay cứ ở đây đi. Lát nữa cùng đến nhà ăn bữa cơm nhé.
Tôi đã bảo người dọn dẹp phòng cho người thân của quân nhân. Đồng chí chỉ đạo viên, không cần phiền vậy đâu. Tối nay tôi và Thành Cương ở cùng một chỗ là được rồi. Đồng chí Kiều Tử Mỹ, cô đến đây chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng chỗ chúng tôi là quân đội. Quân đội có kỷ luật của quân đội. Đồng chí Thích Thành Cương ở ký túc xá tập thể. Hơn nữa giờ hai người vẫn chưa kết hôn mà. Tôi hiểu rồi. Tôi không có ý đó. Ý tôi là... Được rồi, đừng giải thích với tôi. Nếu không có chuyện gì, hai người ra ngoài trước đi. Thích Thành Cương, có. Chăm sóc đồng chí Tứ Mỹ cho tốt nhé. Sau khi ăn cơm xong, đưa đồng chí Tứ Mỹ đến ký túc xá dành cho người thân an toàn nhé. Nhưng cậu... chỉ được ở lại đó 5 phút. Dân, đi đi. Cảm ơn đồng chí chỉ đạo viên. Ngồi. Các đồng chí, tôi tin có lẽ không cần tôi giới thiệu. Mọi người cũng đã biết cô gái ngồi bên cạnh Thích Thành Cương là ai chứ? Có lẽ mọi người cũng đã biết câu chuyện quan dinh của cô ấy. Nhưng hôm nay tôi muốn nhắc nhở một chút. Những chiến sĩ khác có đối tượng ở quê nhà, đừng có hở ra là dẫn đối tượng ở quê nhà xa xôi đến nơi này. Tại sao à? Người ta vừa đến thì các cậu bị lộ tẩy rồi đó. Người ta đến đây thấy chỗ chúng ta điều kiện vất vả như vậy, lỡ con gái nhà người ta không chịu được, không đi theo các cậu nữa, không phải các cậu sẽ thành kẻ độc thân sao? Nhưng cô ấy là người thân đầu tiên, cũng là người duy nhất đến thăm cậu. Tôi muốn nói 4 chữ: rất là dũng cảm. Dù sao giờ đối với quân giải phóng chúng ta, đặc biệt là chiến sĩ biên phòng, cô gái si tình thế này không còn nhiều đâu. Thích Thành Cương, cậu có phúc lắm. Phải cố gắng trân trọng đấy. Nào đồng chí Kiều Tứ Mỹ. Không không, cái này là của tôi. Cô lấy ly cô đi. Được được. Đồng chí Tứ Mỹ, đại đội trưởng của chúng tôi sắp đến trụ sở họp. Tôi xin đại diện đội thể hiện sự chào đón của mình và lòng cảm ơn khi cô đến đây. Tất cả mọi người đứng dậy. Cùng mời đồng chí Kiều Tứ Mỹ. Mời đồng chí Tứ Mỹ. Mời chị dâu, xin mời chị dâu. Mời em dâu, làm gì vậy? Ngồi xuống, ăn đi. Tôi mời cô một ly nhé, cảm ơn. Em dâu, tôi cũng mời cô một ly, cảm ơn. Cảm ơn, không có gì. Em dâu, bọn tôi cũng mời cô một ly. Cảm ơn. Chị dâu, xin mời chị. Cảm ơn, cảm ơn. Chị dâu, em mời chị. Em dâu. Cảm ơn, cảm ơn. Thế nào? Để hôm nào em và Thành Cương rảnh tổ chức đám cưới, bọn em mời mọi người tới dự có được không? Được, cảm ơn. Vào đi. Cậu lấy cho mình nè. Tứ Mỹ làm gì vậy? Chú ý kỷ luật. Mình nhớ cậu mà. Cậu có nhớ mình không? Mình không ngờ cậu sẽ đến. Vậy à? Mình cũng không ngờ mình sẽ đến. Cậu vui không? Cậu đứng xa vậy làm gì? Có phải cậu chấp hành nhiệm vụ nên mệt rồi không? Mình bóp vai cho cậu nhé. Mình bóp giỏi lắm. Tứ Mỹ, cảm ơn cậu có thể đến thăm mình. Mình rất cảm động. Nhưng như vậy không tốt với cậu nhỉ? Tại sao? Ý mình là, mình cho rằng chúng ta quen biết chưa bao lâu. Hơn nữa mình là ở xa như vậy. Mình chỉ là một tên lính thôi. Như vậy người ta sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì?
Em thích anh mà. Dù anh lên mặt trăng, em cũng sẽ đi tìm anh. Anh là lính thì sao? Sao anh biết anh sẽ không thăng cấp? Dù anh không thể thăng cấp, chỉ cần anh thích em, thì em đồng ý ở cùng với anh. Tứ Mỹ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã đến thăm mình. Muốn ở cùng anh thêm một lát nữa quá. Sắp hết 5 phút rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai cậu phải đi về. Ngày mai anh đến tiễn em chứ. Thành Cương, anh có thể thương lượng với chị đạo viên cho em ở lại với anh được không? Tứ Mỹ à, cậu đừng đùa nữa. Đây không phải là Nam Kinh nhà cậu, đây là quân đội. Cậu yên tâm đi, còn hơn một năm nữa. Nếu mình có thể thăng cấp, sau này cậu có thể đến thăm mình bất cứ lúc nào. Nếu không thể, dù anh được thăng cấp hay không, anh cũng hãy hứa với em, lần sau anh về nhà, chúng ta kết hôn nha. Anh nhớ lấy câu này đấy. Anh nghe thấy không đó? Xe đến rồi, cậu lên xe đi. Lát nữa mình phải đi chấp hành nhiệm vụ. Vậy anh hứa với em lần sau anh về nhà, chúng ta kết hôn nha. Được rồi, mình hứa với cậu. Thật sao? Thật. Tứ Mỹ à, cậu cũng phải hứa với mình. Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Em hứa. Tạm biệt, chú ý an toàn nhé. Nhớ giữ ấm đi. Tạm biệt. Khi nào Tứ Mỹ về vậy? Có lẽ là chiều mai. Anh nói xem, đứa nhỏ này may mắn thật đấy. Ngày mai đúng Tết, ông Táo. Không lỡ mất giây phút nào. Đúng vậy, từ nhà Tứ Mỹ đã đi khắp nơi, ăn cơm của mọi người. Thiếu ai thì được, chứ không thể thiếu nó. Cẩn thận đóng đó. Sao vậy? Có phải trứng gà nhiều dầu mỡ quá không? Thế này nhé, lần sau em tới bệnh viện, anh đi với em. Không sao đâu. Bác sĩ nói có lẽ là viêm ruột thừa, không sao. Lớp tôi ít tối nay chúng ta đừng đi, xin phép nghỉ đi. Vậy làm sao được? Lớp này học một ngày là ít một ngày, đóng nhiều tiền như vậy sao lại không đi? Anh cũng phải đi, nghe chưa? Được học tôi ít thật là tốt, song pha thiên hạ. Chúng ta đi khắp mọi nơi cũng không sợ. Anh học một ngày là một ngày, một năm là một năm, thời gian lướt qua không đợi ai. Bố đột nhiên văng vẻ thế, không muốn đi làm ăn nữa sao? Hoàn lương rồi à? Cái đứa sọ khỉ này,
Nói chuyện với bố ngày càng không biết lớn nhỏ. Tôi đùa với bố thôi, bố giận gì? Năm mới mà giận dỗi là giận dỗi cả năm đấy. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Chị mãi không tìm được cái khăn choàng này. Biết nghe là do em trộm mà. Trộm gì mà trộm? Đồ đẹp em mượn một lúc thôi. Sao lại phơi nắng thành như thế này? Không yêu cái đẹp nữa sao? Ngờ ra đây làm gì nữa? Bên ngoài không lạnh sao? Mau vào đi. Không giờ để giúp à? Để lát nữa rồi vào ăn. Đồ làm sẵn sao? Con gái nuôi lớn thế này rồi suýt nữa thì chạy mất. Qua giúp gói bánh sủi cảo đi. Cô uống rượu sao? Sao hai má đỏ ửng thế này? Anh cả, em về rồi. Em sai rồi, anh đánh em đi. Anh đánh đi, em biết em sai rồi. Năm mới mà giận dỗi là giận dỗi cả năm đấy. Đi rửa tay, rồi thay quần áo đi. Dân. Lát nữa qua đây giúp đỡ. Dân. Tứ Mỹ, thịt bò khô của con nhai không nổi. Anh, em cho anh biết, nấm tùng nhung to như thế này đi. To thế này, anh để vào tủ lạnh rồi. Cái này để đâu vậy bố? Mộc Nhĩ này, con bảo Tam Lệ dọn dẹp đi. Cái này để đâu vậy Tam Lệ? Chú Kiều. Tiểu Hứa, đến thăm tôi sao? Đến thăm chú ạ. Ôi trời, Tam Lệ, lâu rồi không gặp. Tiểu Hứa, không cần phí tiền đâu. Nói gì thế chứ? Không cần phí tiền, trong nhà tôi đủ đồ rồi. Cậu mang về đi, làm gì đấy? Tiểu Hứa, người ta cho bố mà. Đó năm mới, nên cháu mua cho chú một ít. Không biết có hợp ý chú không? Đều là hàng xóm mà, cậu lãng phí làm gì chứ? Rượu này không tồi đâu. Chính là rượu chú thích uống đấy. Còn cả thuốc lá nữa. Xem đi, xem đi. Xem kìa. Tiểu Hứa, mấy đứa nhỏ các cậu, ngay từ nhỏ tôi đã nhìn ra được rồi. Cậu là đứa có tiền đồ nhất, hiểu chuyện nhất đó. Cảm ơn chú Kiều. Con xem đi. Vào đi. Thử xem. Nhất định à, cô Ngô. Lâu rồi không gặp, không nghe lầm đó chứ. Anh cũng nghe thấy rồi. Chắc chắn là bà già phía trước lại muốn chiếm lợi từ nhà mình. Tìm Tam Lệ đúng không? Tam Lệ có nhà đó. Tam Lệ, cô Ngô, hai đứa nói chuyện đi. Học theo tôi à? Đâu có. Đâu có, đùa cậu thôi. Cậu đến sao không vào? Đồ tôi mang đến đáng xấu hổ quá, xin lỗi. Để tôi xem thử. Đều là món tôi thích ăn mà. Vào đi. Làm sao vậy? Còn đợi tôi cậu xin cậu hả? Không phải đâu Tam Lệ. Tôi không làm lỡ thời gian mọi người ăn Tết. Tôi còn phải về nhà. Mẹ tôi đang đợi ở nhà một mình. Bố và em trai cậu đâu? Em trai tôi, nó hẹn hò rồi. Hai nhà đều khá xem trọng mối quan hệ này. Nó qua nhà cô gái đó ăn Tết. Bố tôi mất rồi. Chuyện khi nào vậy? Sao lại đột ngột quá vậy? Từ năm trước rồi. Ung thư dạ dày.
Lúc phát hiện đã là giai đoạn cuối rồi. Bệnh diễn tiến rất nhanh. Mà thế cũng được. Không phải chịu dày dò gì nhiều. Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không thấy người trong xưởng nói gì. Nếu không thì tôi đã xin nghỉ phép để làm đám tang. Mọi thứ đều làm đơn giản lắm. Họ không biết cũng là bình thường. Tôi về trước nha Tam Lệ. Năm mới vui vẻ. Dương Nhất Đinh. Còn chưa đi à? Đi chứ, Nhất Đinh à. Cháu ở đây làm gì vậy? Bên ngoài lạnh lắm đấy. Vào nhà ngồi đi, đi nào, đi. Ba bảo người ta vào nhà ngồi đi con. Vào đi. Đã đến cửa nhà rồi mà không vào. Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau đó. Chú Kiều à, năm mới vui vẻ. Chú Kiều, mau về nhà đi. Hôm nay đó năm mới mà. Đừng để người lớn trong nhà đợi cậu chứ. Mau về nhà ăn cơm đi, đi đi. Đủ rồi Tam Lệ à, đủ rồi. Anh xem đi, anh gậy tới mức sắp thành Lý Đông Bảo rồi. Cười cái gì? Không có gì. Anh xấu hổ hả? Đâu có. Anh nghĩ cả đời anh đều xấu hổ như vậy mà. Nói đi. Chuyện gì thế? Chuyện gì là chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Gần tháng nay em thấy anh toàn ăn màng thầu và dưa muối. Chuyện bố của anh khiến nhà anh gặp rất nhiều khó khăn có đúng không? Đâu có, vẫn ổn mà. Vậy do bên anh không phát tiền lương sao? Cũng không phải. Vậy tại sao anh... Nhất Định hẹn hò với một cô gái sắp kết hôn rồi. Chuyện này liên quan gì tới anh? Mẹ anh nói anh không có bạn gái. Bảo anh đưa tiền để cho bà ấy tập trung tiền bạc tổ chức đám cưới của Nhất Định cho xong. Anh đồng ý sao? Anh bị ngốc hả? Anh không biết nói anh cũng hẹn hò rồi sao? Cũng cần phải tiêu tiền mà. Nhưng anh không có bạn gái thật mà. Mai mốt em sẽ kiến nghị với nhà ăn, bảo họ làm ốc heo suốt một tháng. Tại sao vậy? Vì có người thiếu cái đó đó. Tiểu Mạc, vậy anh về trước đi. Ngày mai anh đến tìm em sớm một chút nha. Đưa em đi trượt băng nhé. Được. Mẹ vẫn qua lại với cậu ta đúng không? Cậu ta có việc mới rồi sao? Con thấy Nhị Cường rất tốt. Tốt gì mà tốt? Con thấy này mà tìm một đứa không có nghề nghiệp sao? Nghe lời mẹ, mau chia tay đi. Con nghe thấy chưa?
Anh sao vậy? Không sao, đóng cửa thì đóng cửa thôi. Chúng ta tìm nơi khác là được rồi. Em nói xem, sau này chỗ đó sẽ xây cái gì nhỉ? Chỗ nào cơ? Sân trượt băng ấy. Bây giờ Nam Kinh mỗi ngày một kiểu. Ai biết được. Thích sửa thành cái gì thì sửa. Để em nhờ người tìm việc cho anh nha. Hiệu sách Tân Hoa bọn em hợp tác với nhiều đơn vị lắm. Như xưởng đóng sách nè, xưởng in ấn nè. Rất nhiều nơi đều cần người. Để em tìm người, họ giúp anh nha. Vậy để anh suy nghĩ nha. Em sao vậy? Không khỏe à? Không phải em không khỏe. Vậy chúng ta về nhà đi. Anh ra cửa trước đợi em đi. Lát nữa em sẽ ra. Vậy em ở đây một mình nha. Anh ra cửa đứng đợi em. Có người ngất rồi, cô gái. Có người ngất rồi này, cô gái. Có bác sĩ không? Cho tôi qua đi, nhường đường một chút. Làm ơn, nhường đường một chút. Tiểu Mạc. Tiểu Mạc à, sao vậy? Tiểu Mạc, gọi cấp cứu giúp tôi với. Gọi cấp cứu đi, mau lên. Sao thế này? Gần đây người trong nhà ăn ngày càng ít đi rồi. Mấy người trong phân xưởng đều bị cho nghỉ việc mà không được trả lương. Những thanh niên trẻ từ chức cũng ngày càng nhiều. Người không phải ngày càng ít sao? Có khi nào đến lượt chúng ta không? Đừng nghĩ bậy. Xe đến núi chắc chắn có đường. Đến lúc đó rồi hãy nói. Ngồi đây đi. Chuyện lần trước thế nào? Mẹ anh còn giữ tiền của anh à? Anh đã đưa tiền để dành cho mẹ anh rồi. Sao anh dám đòi bà ấy nữa? Hơn nữa anh không có lý do để không đưa cho bà ấy. Bố anh đã mất rồi. Mẹ anh chịu đả kích lớn như vậy. Em của anh hiện tại cũng đang trong lúc quan trọng. Anh không thể nào bỏ mặc họ được. Anh đó, làm sao thế? Anh nói gì cũng đúng. Nhưng anh quên mất một người. Tam Lệ. Xin lỗi. Em rất quan trọng với anh. Anh, lúc này anh không ngại nữa à? Ý của em là anh phải quan tâm bản thân nhiều hơn. Lúc nãy em đã nói cái gì nào? Chăm sóc tốt cho em. Chăm sóc tốt cho bản thân anh đó. Chăm sóc tốt cho em. Định khi nào thì kết hôn với người ta thế? Em có ý gì đây? Em làm lỡ dở người ta vậy à? Tiểu Mạc người ta tốt với em như vậy, em còn do dự sao? Chẳng lẽ em còn đợi người ta chủ động đến hỏi cưới hả? Đâu có đâu. Nếu vậy thì tại sao? Có phải là em không thích Tiểu Mạc không? Không phải. Vậy thì làm sao vậy? Có phải là em còn nhớ những chuyện trước kia không?
Anh cả, không phải em nói em buông bỏ rồi sao? Vậy rốt cuộc tại sao? Chính là Tiểu Mạc có bệnh giặc. Em thấy nên nói cho anh biết trước. Bệnh giặc là bệnh gì thế? Chính là mặt đó của cô ấy. Mặt đó. Kiều Nhĩ Cường, hai đứa phát triển nhanh quá. Cái này gọi là ăn cơm trước kẽn đó biết chưa? Đúng là lúc trước anh xem thường cậu nhóc em rồi. Không phải, rốt cuộc là vấn đề gì hả? Hai đứa không hòa hợp nhau à? Anh cả à, nói cái gì vậy? Không phải chuyện đó. Không phải chuyện đó, là chuyện gì đây? Cái thằng nhóc này, mà nói đi. Em muốn anh lo tới chết sao? Nói đi. Tiểu Mạc bị bệnh động kinh. Cái gì? Chính là chứng động kinh đó. Tiểu Mạc mắc chứng động kinh. Anh về rồi, em nấu cơm cho anh. Nấu cơm và xào rau rồi. Anh làm sao vậy? Anh có gì thì nói đi, anh làm vậy cho ai xem vậy hả? Diệp Tiểu Lãng, em có thù với nhà anh sao? Anh nói cái gì vậy? Lúc em giới thiệu Tiểu Mạc cho Nhị Cường, em đã biết rồi đúng không? Em biết cái gì? Em nói xem. Anh bị bệnh cái gì vậy? Người có bệnh không phải là anh. Chuyện Tiểu Mạc có bệnh em biết lâu rồi đúng không? Tiểu Mạc bị bệnh. Bệnh gì? Bị động kinh đó. Em biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Trời ơi, có trời đất chứng giám, em thực sự không biết chuyện này. Một mực khẳng định vậy sao? Môi trên môi dưới đụng nhau, muốn nói thế nào cũng được. Anh không có lương tâm sao, Kiều Nhất Thanh? Nếu em biết chuyện này, em thề em sẽ không bao giờ sống nổi qua tối nay. Chúng ta nói chuyện thì nói chuyện, em đừng trù bản thân có được không? Anh chỉ muốn hỏi rõ em có biết hay không thôi. Rốt cuộc em có biết cô gái này có bệnh không? Nếu em biết, em có thể giới thiệu cho em trai anh à? Em còn không rõ anh chắc. Bình thường ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đụng tới chuyện của anh em nhà anh lập tức trở mặt ngay. Nếu em thực sự biết, em có dám nhào vào hang cọp không? Được rồi, anh tin em, anh tin em. Nhưng mà chúng ta cũng phải làm rõ chuyện này, phải khiến cho hai đứa nó cắt đứt quan hệ sớm hơn. Anh chưa nói xong mà. Anh còn nói cái gì nữa? Bây giờ em qua nhà cô Phương để hỏi rõ ràng cho anh. Em không chịu mang danh lừa gạt người nhà mình đâu. Bộ đồ này giặt sạch rồi đó. Cảm ơn anh. Nhị Cường, Tiểu Mạc, em nói trước đi. Em không ngờ anh lại chủ động hẹn em ra đây. Anh chỉ muốn hỏi em đã khỏe hơn chưa? Thật ra không phải em cố ý giấu anh đâu. Là cô của em nói cứ thử quen trước đã. Em không muốn giấu anh. Em biết chuyện này không thể giấu. Nên biết thì vẫn phải biết. Nếu anh chê em mắc bệnh này, chúng ta chia tay đi. Em không nghĩ gì đâu. Em cũng sẽ không mặc dậy bám lấy anh. Anh không chê. Vậy anh hẹn em ra đây để làm gì? Anh nói rồi. Anh chỉ muốn hỏi em đã đỡ hơn chưa thôi. Bố. Tam Lệ à, chuyện lần trước bố nói với con nghĩ xong chưa? Số người chỗ bọn bố cũng không nhiều, mắt chim sẻ vì con mà đầu tư cái gia tài vào đó, con không thể hiện ra chút gì à? Con sẽ không đầu tư tiền vào.
Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thiếu nước thì không thể đứng ở một chỗ mà đợi mãi đâu. Con người phải sống chứ. Con suy nghĩ thêm đi. Bố con không có quyền lực gì, nhưng giữ cửa sau cho con thì vẫn có thể. Không cần đâu, con khuyên bố sớm ngừng tay lại đi. Tóc dài, kiến thức hạn hẹp. Tuyển nhân viên. Về rồi à? Lúc nãy quả thật, em đã hỏi rõ cho anh rồi đó. Cô Phương đã thừa nhận rồi. Đúng là Tôn Tiểu Mạt có bệnh, bệnh động kinh đấy. Nhưng cô Phương cũng nói không phải là bệnh bẩm sinh. Vì lúc nhỏ có một lần bị té tổn thương não, nên để lại di chứng. Dù sao chuyện đã vậy, muốn chia tay hay thế nào? Anh em anh tự thương lượng, đừng nói với em. Hai người cứ anh em tình thâm thoải mái. Cứ coi như em uổng công quan tâm thôi. Em đừng nói vậy mà. Dù sao chúng ta vẫn là người một nhà. Vừa nãy, tại anh sốt ruột quá. Em xem con người của Nhị Cường, vốn dĩ đã kính như bưng, nói năng thì không giỏi. Nếu không phải anh cứ hỏi nó, khéo giờ này còn nghĩ không thông mấy chứ. Đừng giận nữa. Em lại đau bụng sao? Anh đi hâm cơm cho em. Hay là vậy đi, em muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Kiều Nhất Thành, giờ em biết con người anh rồi. Từ nay về sau cứ bất cứ việc gì mà dính tới nhà anh, em sẽ không nhúng tay vào. Nên sau này nhà anh có việc gì, anh cũng đừng nói với em. Tiểu Lãng, vừa rồi anh, Tiểu Lãng. Không sao. Rớt cho em cốc nước nhé. Bà chủ. Chào buổi sáng, đang bận à? Chào. Chủ nhiệm Trần, đây chính là Kiều Nhị Cường. Cậu là Kiều Nhị Cường hả? Chào chủ nhiệm Trần. Tiểu Mạt quan tâm chuyện của cậu lắm đấy. Không cần căng thẳng. Chủ nhiệm bọn em thích nói chuyện vậy đó. Sức khỏe không có bệnh tật gì chứ? Không có, không có bệnh tật gì. Vậy thì tốt, đúng không Tiểu Mạt? Chủ nhiệm, chúng ta vào xưởng thôi. Đi thôi. Tam Lệ, thế nào? Qua rồi. Nhỏ tiếng thôi. Em biết ngay anh làm được mà. Càng thiếu nước càng không được uống. Bọn em lớn thế này rồi mới thấy. Đây là câu có ích nhất bố em từng nói được. Đã xử lý xong công việc quý này rồi, anh sẽ thôi việc. Nè, giờ xin nghỉ luôn. Bây giờ luôn sao? Đúng vậy. Anh sợ cái gì chứ? Anh đừng lôi việc trong tay mình ra lừa em. Tình hình trong xưởng giờ thế nào chẳng lẽ em lại không rõ? Chủ xưởng rất tốt với anh đó. Nhưng mà doanh nghiệp đầu tư nước ngoài kia rất coi trọng anh. Anh nhìn đáy ngộ phúc lợi đi kèm viết trên này đi. Còn có cơ hội tăng lương nữa đó. Trước đây chủ xưởng nói hồ sơ của anh không đẹp. 2 năm nữa có được danh hiệu lao động gương mẫu, có thể cho anh lên bộ phận quản lý, có khả năng còn được làm xử phó nữa. Dù sao cũng là doanh nghiệp trong nước. Vì mà doanh nghiệp trong nước, vì mà hồ sơ không đẹp. Rõ ràng anh ta chỉ muốn treo cà rốt ở trước mũi của anh, giữ anh lại làm việc thôi.
Vậy em vợ của bí thư có lý lịch gì giỏi giang? Chẳng phải anh ta vẫn lên làm quản lý đó sao? Công việc này là thế đó. Đâu phải anh muốn làm chức gì là làm chức đó đâu. Muốn làm gì là làm đấy. Ở đây toàn người có quan hệ, làm quản lý thôi. Những người dân nhỏ bé không có quan hệ gì là mình. Có cơ hội là phải biết nắm bắt. Anh có năng lực như vậy, giờ cơ hội đến trước mắt, tội gì không đi. Anh muốn cả đời này làm ở trong cái xưởng nhỏ này sao? Thế bây giờ anh sẽ đi ngay. Đi đi. Đi đi. Bàn bạc cái gì? Mẹ, có người xúi dục con hả? Đâu có. Con là người như thế nào? Mẹ không hiểu sao? Nếu không có người xúi dục con lại thế này sao? Dù thế nào con cũng đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Mẹ nói gì cũng vô ích. Lớn rồi, giỏi quá rồi, cứng cánh rồi. Nghe con hết. Sổ tiết kiệm vẫn ở chỗ mẹ, đừng hòng lấy được một đồng nào đó. Xem con định làm thế nào. Nhị Cường làm cho tốt nhé. Đẩy xe để hàng ra đây. Được. Hay lắm anh Lưu, nhã lệ. Biết ngay lời biến không làm việc mà. Đâu có, đây là người mới tới. Đầu óc cứ ngu ngơ. Đây, ăn hạt dưa đi. Vừa đến hả? Ừ. Nghe nói có quen biết với chủ xưởng gì đó. Người của chủ xưởng mà anh ta còn dám sai à? Dù cô ta có quan hệ với chủ xưởng hay là chủ nhiệm, làm với trước của tôi thì phải nghe lời tôi chứ. Chúc mừng anh nha anh Lưu. Chúc mừng anh lên chức rồi. Cô cứ nói đùa. Tôi làm quan gì chứ? Quan vận chuyển đó. Ngày trước toàn thấy anh một mình làm. Bây giờ được đứng đây chỉ đạo người khác làm rồi ha. Tôi còn tưởng là anh lên chức rồi. Xin lỗi nha. Nhị Cường, chú ý gáy sách và góc trang nha. Đừng làm nát, lỡ làm sao chúng ta bị trừ lương đó. Để anh làm cho. Anh à, đây là hộp cuối cùng rồi sao? Hết rồi. Nhưng chúng tôi còn một người. Không thể nào, chúng tôi chuẩn bị theo số người mà. Bắt đầu làm rồi sao? Không phải. Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Em thấy anh chưa lấy hộp cơm, còn tưởng là anh chưa ăn gì. Anh Lưu không nói với anh là được phát cơm. Anh tự chuẩn bị đồ ăn rồi. Anh ấy không nói với anh hả? Anh cũng không biết anh ấy đi đâu rồi. Đợi cái lúc lâu đói quá cho nên là anh tự ăn. Ờ. Anh ăn gì mà thơm thế? Ai nấu cho anh ăn vậy? Anh tự làm ít đồ ăn thôi. Tự nấu hả? Anh còn biết nấu cơm nữa sao? Hồi nhỏ chưa được ăn no bao giờ, nên lớn lên vô cùng coi trọng ăn uống. Em muốn nếm thử không? Anh chưa động đến đó. Nè, được. Đủ rồi, cảm ơn anh. Chủ nhiệm Trần, giờ nãy tôi đến phòng nghỉ tìm cô. Hôm nay tăng làm một chút, đến phòng làm việc của tôi nha. Tôi muốn nghe trước dự định sau này của cô. Tôi đang nói đến việc sắp xếp sách mới tháng sau lên kệ. Mọi người nói chuyện tiếp đi, nói chuyện thoải mái. Công việc của em bận vậy sao? Sách mới gì sắp lên kệ được phải bàn với các em mà.
Phải, chủ nhiệm chúng em khá thích tổng hợp ý kiến của mọi người. Con người chủ nhiệm các em đúng là tốt thật. Chỉ là nói chuyện cảm giác như là đang phát bánh bao. Là sao? Vỏ ngoài dày đặc, bao bọc nhân bên trong. Cắn một miếng không biết bên trong mùi vị thế nào. Mời vào. Chủ nhiệm Trần, sách mới gì thế? Có gì nói thẳng đi, không cần giải lãi với tôi. Cô ấy à? Mấy hôm trước tôi đến quán cơm kia, ông chủ đã nói với tôi. Sao thế? Tiểu Mạc, sao cô chẳng nói gì cho tôi biết? Mấy ngày nữa cô đến đây làm việc cũng được mà. Dù cho đám Nhã Lệ nói gì, cô cũng không cần phải bận tâm. Trước đây tôi chăm sóc cô thế nào, thì bây giờ cũng vẫn thế ấy. Cảm ơn chủ nhiệm Trần quan tâm. Bệnh của tôi đã lâu không tái phát, sức khỏe hồi phục rất nhanh, không giống trước kia nữa. Lâu rồi không tái phát, vậy lý do tái phát là gì vậy? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đi. Có phải là chịu đả kích gì ở quán cơm kia không? Hay là ở nơi đó khiến cô nhớ lại điều gì? Nhìn vật nhớ người. Tiểu Mạc, cô đến quán cơm đó sao không rủ tôi? Chúng ta có thể ngồi ở đâu, cùng ngồi vị trí đó, ôm lại chuyện cũ. Xin lỗi nha, xin lỗi. Tôi không nên hỏi như vậy. Dù sao bệnh này không dễ dàng chấp nhận. Chắc cô cũng khó chịu lắm. Cô gái tốt bụng như cô, sao lại mắc phải bệnh này chứ? Cô nghĩ đi, cậu con trai kia thấy cảnh này có chịu nổi không? Tiểu Mạc, tôi thực sự đau lòng cho cô. Không sai. Quả thật hôm đó tôi đến tiệm cơm tái phát bệnh. Nhưng chủ nhiệm Trần, có lẽ anh không biết, hôm đó ngoài tôi, Dị Cường cũng ở đó. Mọi chuyện anh ấy đều thấy hết, đều biết hết. Hôm đó anh ấy là người đầu tiên cởi áo đắp cho tôi. Cũng là anh ấy đưa tôi tới bệnh viện. Sau đó anh ấy còn đến nhà tôi. Anh ấy nói anh ấy không chê tôi, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Nên chủ nhiệm Trần, cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Tôi sống rất tốt. Anh tự giải quyết ổn thỏa đi. Cô, cuối tuần này anh có thời gian không? Mẹ em muốn mời anh đến nhà để ăn cơm. Ăn cơm, tại sao vậy? Chúc mừng anh đi làm. Giả lại bà ấy cũng rất muốn gặp anh. Như vậy phiền bà ấy quá. Công việc của anh vốn là do em giúp đỡ mà. Giả lại công việc của anh cũng không có tốt lành gì. Anh chơi công việc này sao? Không có, anh không có ý đó đâu. Ý anh nói là anh không tốt. Không hề nha. Hôm nay lúc anh làm việc, em đều nhìn theo, làm rất tốt. Vả lại anh cũng chưa từng có kinh nghiệm đến nhà con gái ăn cơm, gặp người lớn. Anh sợ. Ai cần anh có kinh nghiệm thế này? Bố em mất sớm. Em và mẹ em hai người dựa nhau mà sống. Nhiều năm như vậy bà ấy luôn hy vọng em có thể dẫn bạn trai về nhà cho bà ấy chúc mừng. Cả nhà vui vẻ với nhau. Đừng nghĩ đến mấy thứ không đâu, đừng áp lực làm gì. Attention. Chú ý, tập trung, lực chú ý. Attention. Chú ý. Chú ý. Nè, làm gì vậy? Ai cho em đụng vô đồ của anh? Nè, cái gì mà đồ của anh thì sao? Dù gì anh cũng đâu có xài tới. Dùng để học tiếng Anh thì làm sao chứ? Trả cho anh đi. Ích kỷ. Trả nè. Băng bị hư của anh, em đã nói lại cho anh rồi đó. Em không bảo anh cảm ơn là không tệ rồi.
làm hư băng của em mất. Đây. Cáo gắt làm gì? Thế nào? Hệt như mới phải không? Đây vốn dĩ là băng thu. Có chất lượng tiếng như thế là không tệ rồi. Lại hư rồi. Vậy là ghi xong rồi. Thứ này quả thật ghi lại được. Như bản thật vậy à? Vậy là ghi xong rồi. Thứ này quả thật ghi lại được. Như bản thật vậy à? Kết thúc thì bấm hai nút sau. Cô Mã, hai nút này có thể ấn cùng lúc không? Như vậy thì thành ghi âm rồi. Sao em lại đến đây rồi? Ăn táo không? Anh hai, anh còn nhớ cô dạy của anh không? Rốt cuộc anh thích Tôn Tiểu Mạt hay cô kia? Tư Mỹ, anh hỏi em một vấn đề nhé. Em thấy rốt cuộc thế nào mới là thích một người? Thích một người có lẽ là cùng anh ấy đi đến chân trời góc bể, rừng sâu núi cao, sau đó chạy đến bên núi tuyết, tìm một căn nhà nhỏ, đốt một nhóm lửa nhỏ, bên ngoài tuyết lớn rơi, cửa cũng bị chôn vùi, sau đó hai người bên lò lửa, cảm giác nóng hổi, cảm giác hai người như cả thế giới. Có lẽ là cảm giác như thế. Cho nên em thực sự thích Thành Cương sao? Tất nhiên rồi, vì anh ấy em nguyện. Không phải nói anh hả? Sao lại quay qua nói em rồi? Anh ngưỡng mộ em. Thật đó, anh thực sự ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em có thể vì người mình thích đến một nơi xa như vậy, không cần suy nghĩ, không có sự ngăn cản. Thật tốt. Anh hai, thật ra anh cũng có thể. Nhưng cô ấy ở đâu? Anh nên đến đâu mà tìm? Bây giờ anh không biết gì cả. Anh giống như ánh sáng trong đèn pin này, chiếu vào trong bóng đêm thì nhanh chóng sẽ không còn gì. Không thấy hy vọng, cũng không thấy điểm cuối, chỉ còn lại bóng tối. Anh cần gì mà nhìn xa? Anh nhìn gần một chút không được sao? Cứ như vậy, vừa soi vừa đi, vừa đi vừa tìm, cũng sẽ có một ngày tìm thấy. Sao lại thông minh như vậy chứ? Anh xem, ở đây cũng được, ở đây cũng được, ở đây cũng được. Được chiếu tiết minh tại tv2.org. Đến rồi. Mẹ em gọi người thân đến, nói rằng là muốn gặp anh. Nhị Cường đến rồi nào. Dạ đi con, vào đây. Mẹ Tiểu Mạt, Nhị Cường đến rồi.
bỏ xuống nào nào. Đây, đây là mẹ Tiểu Mạc. Mẹ Tiểu Mạc, cháu chào cô. Tôi giới thiệu với cháu, đây là chú nhỏ. Chào chú. Tiểu Kiều à, con khát sáo rồi. Gọi một tiếng chú nhỏ đi. Đúng rồi, gọi chú nhỏ đi. Chú lớn, thím nhỏ, chú nhỏ. Chú là chú cả của con. Còn thím hai, bác hai. Cậu nhóc này không tệ. Đây là người yêu của Tiểu Mạc nhà ta, Kiều Nhị Cường. Không tệ chứ, đây là em gái họ. Nào nào, đây là em gái. Gọi đi, bảo bối. Chú hai họ. Nào nào, sắp là người một nhà rồi. Con nói chào chú hai nhỏ đi. Xin chào, bảo bối. Nhị Cường đến bao giờ làm việc nên làm thế? Đúng, bọn chú vẫn chờ uống rượu mừng. Vừa đổi công việc mới, chờ thằng bé làm quen với công việc. Sau đó để hai đứa yên tâm đi lấy giấy kết hôn. Cũng tốt, dựa theo quy tắc cũ, chờ một thời gian chúng ta chính thức đãi tiệc. Được rồi, nè nè, chờ uống rượu mừng đi, nè nè, được rồi. Nào nào, hôm nay phải uống với chú một chút nha. Cậu nhóc hôm nay uống nhiều nha. Nhiều món lắm đấy, mọi người dọn lên đi. Uống với Tiểu Kiều một ly, nào nào, cạn ly nào. Uống nhiều một chút nha, đây đây. Uống nhiều một chút. Cậu nhóc này không tệ mà, không tệ hi. Rót đầy đi. Trữ lượng cũng tốt đó, không tệ không tệ. Trữ lượng của cậu nhóc này không tệ, không tệ hay nhỉ? Đúng đúng, nào nào, ăn chút món nóng vào đi. Hâm đồ ăn lại, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều chút đi, chúng ta uống nữa. Uống thêm chút nữa đi, nào nào. Tiểu Mạc, bạn trai của cháu đã uống thành như vậy rồi. Cháu cũng không đi lo sao, mặc kệ nấy đi. Mau đi xem đi, đúng vậy đó, mau đi xem đi. Đi đi, đi xem đi. Mã Linh. Cô Mã, cô nói gì thế? Cái này chỗ bọn tôi gọi là Mã Linh. Cô à, anh nói gì thế? Dùng khăn lau một cái là thoải mái ngay.